Ấy dô, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với em gái Lara xinh đẹp nha. Mình đã tiếp tục với con game Storm Raider nha anh em. Lúc này là em ấy đã từ cái lần mộ thánh sứ về rồi nè. À, thanh niên Jonas nè. Jonah. Lara. There's so much I need to tell you. I don't. Did you find the prophet's tomb? Yes, but I was followed. What? By who? They call themselves Trinity. They tried to kill me. What the hell is going on here? You're starting to scare me. The tomb was empty, but I think they were looking for the divine source. Giờ mình mới đi tìm cái thánh nguyên. There's more. I found this symbol in the tomb. I knew I'd seen it before. It was driving me insane. That's when it hit me. I saw it here, in one of Dad's books. Listen to this. The lost city of Katesh, said to have disappeared in Siberia sometime in the 12th century. Legend says that on the eve of the invasion by the Mongol horde, it sunk beneath a lake. What does this have to do with the prophet's artifact? The same symbol. Laura. If the divine source is hidden in the ruins of Katesh, waiting to be found, then I have to go. To Siberia? Are you kidding me? Just think. If this thing could really unlock the secret of immortality, it would change everything. Sickness, suffering, death, gone. No. Nếu như thật sự ở ngoài mà có những cái mang lại cái sự bất tử như vậy á, thì mình nhất định mình sẽ không tìm ra đâu anh em. Như vậy nó sẽ đi trái ngược lại với cái quy tắc của tự nhiên, của tạo hóa. Như thế là cả thế giới sẽ đảo lộn cho mà xem. Hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên bé ơi. Trời ơi. I can't give up on him. Not now. It's all I have. No it isn't. If you stayed still for 5 minutes, maybe you'd see that. Yeah, rồi thì phải chết đi thôi chứ không lẽ sống mãi rồi sao một chỗ rồi mà chứa cho hết. Trời ơi. Bé ơi là bé. Rồi cái hội tam điểm nó tới rồi anh em ạ. Trời ơi đỉnh mệnh. Người ta là con gái đó ông nội. Mày ngu. Oh my god cái thằng này trời ơi. Nó không biết thương hoa tiết ngọc đi cả anh em ạ. Trời con bé nó xinh thế mà nó đánh. Một tán. Bắn vô cái tay á, bắn bị thương cái tay thôi, đừng bắn chết. Trời ơi, người ta nhảy rồi em mới bắn Lara ơi. Cái con bé này. Shit, Lara. What are we gonna do? I led them to it, Jonah. Vậy là cái thanh niên đó trong cái hội tâm điểm đúng rồi. Giờ phải đi kiếm cái thánh nguyên. Thì cái thánh nguyên đó nó sẽ dẫn tới cái sự bất tử. Mà cái thánh nguyên đó hiện tại nằm ở một cái thành phố gì TZ gì đó đang bị chôn vùi với một cái lòng hồ. Cái này cũng khá là lâu, giờ mình phải kiếm nó được. Đây bây giờ mình mới quay trở lại với thực tại này anh em ạ. Lúc này là cái phần lúc đầu tập 1 anh em bị tuyết lở xong rồi té xuống nè. Thôi toang rồi. Đỉnh mệnh. Lara, are you there? I made it to shelter. Jonah. Rồi mất tín hiệu rồi. Jonah. If you can hear me. Go back. Please don't try to find me. Trời ơi, con bé nó lạnh tội chưa?
shelter. Bây giờ là mình phải đi tìm nơi cắm trại đây. Trời ơi. Đây rồi, thấy rồi. Tội con bé thật sự luôn, trời ơi. Số con bé nó khổ quá. Hết bầm dập rồi, bây giờ phải chịu giá lạnh đây, chịu rét đây. Rồi tới nơi rồi. Ở đây có một cái trại cũ nè. Cố lên bé ơi. Trời ơi. Ồ, đây rồi. Mình không hiểu nhóm lửa bằng cái kiểu gì luôn á. Đùa. Đi lấy nguyên liệu để dựng trại và nhóm lửa. Cần 3 cái quy. Cái thời tiết này mình nghĩ là lấy nguyên một cái can xăng ra mình chế lên cái gỗ đốt thì may ra, chứ nhóm lửa bình thường sao được. Phải không ta? Hay là có chiêu gì nhỉ? Ở bên nước ngoài họ giỏi mới nè, nhiều khi họ có những cái cách mà mình không biết được đâu. Mấy cái thân cây này nó ẩm ướt thì sao đốt được trời. Đủ khô để cháy, hy vọng vậy. Ghê vậy. Vậy là khô đúng không? Mình tưởng nó phải ướt chứ ta. Fresh kill. No meat, but... Rồi, tới công chuyện nữa rồi, định mệnh có sói. Má ơi. Back to camp. Ok. Giờ phải quay lại chạy thôi bà con ơi. Chết rồi, gió càng ngày càng mạnh lên rồi. Trời ơi, khổ thân. Rồi, gió bằng kiểu gì đây? Đừng nói lấy cái que củi xoay giống như trong con Green Hell nha. Tính là em cá ra của mình được học những kỹ năng sinh tồn đỉnh nha. Trời ơi, rung tội không cơ. Trời, nó rung cơ. Trời ơi. Constantine. Nếu có vật ở đây chúng ta sẽ tìm thấy. Đám hậu vệ thì sao, chúng vẫn đang chống cự. Trinity. Hội tâm điểm này đang có một cái cuộc chiến tranh với lại bên những cái lực lượng gọi là hậu vệ gì đó. Những người hậu vệ. Ê, mình chế tạo được cung rồi đúng không? Yeah, mình được nâng cấp vũ khí rồi anh em ơi. Chuyển thôi. Mình chờ giây phút này lâu lắm rồi. Ôi, sau khi mà mình cắm lửa chạy, mình nâng cấp vũ khí, mình lấy được có trong đó nó có những cái bộ đồ cho mình nữa anh em ạ. Cái bộ đồ mình đang bật chính là cái bộ đồ của những cái vệ binh thuộc cái thành phố Kites mà đã bị mất tích á, là chứa những cái thánh nguyên mà mình cần tìm á để lấy những cái thông tin về những cái việc gọi là bất tử á. Bây giờ là tiến vọng từ quá khứ khám phá khu vườn để tìm dấu hiệu về thành phố mất tích đây rồi. Ok. Ấy cái gì á? Dò xét tàn tích hả? Ui, tiếng gấu. Hình như là cái bọn tam điểm bị gấu nó cắn anh em ạ. Ui mẹ, cái gì ghê vậy? Gấu à? Sợ thế. Cái hang động đó mình vô cũng được. Thì ra thú quý hiếm ở đây chính là cái con gấu anh em ạ. Ok, mình đi kiếm con gấu đó đây. Leo cây. Survey team, this is Overwatch.
Cái nhóm nghiên cứu bị gấu cắn nè, bị chết ngay đây nè. Bây giờ mình đi tới mình lục cái bộ đàm của nó. Ấy, định mệnh một con gấu xám. Thấy mẹ rồi. Còn cho nó trắng. Rồi xong bị chúng ta rồi, chúng ta rồi. Chạy. Trời ơi. Cái gì vậy? Sao cái số con bé này nó khổ? Mình sẽ đi theo cái cuốn truyện chính nha anh em. Còn ba cái kiếm tài liệu nguyên liệu này nọ mình sẽ keep luôn hết nha. Mình không phải keep là mình sẽ cắt bỏ đi, mình không có quay để tốn thời gian của anh em xem. Vả sắp mặt luôn. Định mệnh mày. Mày khoe răng với tao đó hả? Thấy mẹ là ông xin nhê rồi nè mày, nó trâu quá. Thôi xong rồi. Né. Ôi chết rồi, mình né trễ rồi. À, mình né không, mình phải né sớm lên. Tao nhấn luôn nè mày. À, thôi xong rồi. Những cái mà đi kiếm nguyên liệu vật liệu này nọ mình sẽ keep hết nha. Mình sẽ quay những cái chính thôi. Con bé nó lại nhớ về ký ức đây. Lara refusing to use the door again, I see. But it's faster this way, Dad. Come here. Trời ơi, cái con bé này nghe từ nhỏ nó thích leo trèo rồi anh em ạ. Hèn chi nó leo giỏi như khỉ vậy. Well, I've decided that I should be your assistant. Oh, have you? Well, there's no one I'd rather have by my side. But this business, it's too dangerous. Lara, listen to me. Someday, you're going to make such a mark on this world. You're going to make me so proud. Sao lại che mặt cha của con Lara nhờ? I need to take this. Là một cái bí ẩn gì nữa hả? Hồi nãy mình bị con gấu nó vồ hụt nè. Không có trúng cái ấy nhưng mà cũng trúng tay nè mà. Không có chí mạng nhưng mà cũng bị thương ngay tay rồi. Bây giờ mình phải đi tìm nguyên tài nguyên để chữa vết thương. Chữa trị vết thương, tìm thảo dược. Đây nè, cái màu đỏ đỏ đây nè, thấy nè. Một lá. Trước mặt mình có con cái nữa kìa. Khổ hơn. Một chiếc xe tải nha. Giờ chắc là gần cái căn cứ của bọn tâm điểm đây nè. Đây. Một căn cứ chiến tranh lạnh bỏ hoang. Những lúc về để sử dụng thuốc cứu thương này mà. Trời, bây giờ mình phải tìm cách đánh bại con gấu, vải lúa. Đây là cái căn cứ của bọn tam điểm hả? Căn cứ này có thời chiến tranh lạnh luôn, ghê vậy. Bây giờ mình phải quay lại mình tìm cách mình tiêu diệt con gấu, mình mới đi qua được. Há khoai thì. Con gấu nó giống như là cái thần giữ cửa vậy nè. Kế hoạch tối ưu, tìm nấm để nâng cấp tên tẩm độc. Bây giờ mình phải lấy cái nấm này chế tạo cái mũi tên độc. À, như vậy mình mới giết được con gấu cho bò đó. Bây giờ mình phải trở về chạy để nâng cấp. Ok. Mình sẽ đi theo cái cốt truyện chính thôi nha anh em. Còn những cái đi cái rì rì, ví dụ như mình đi kiếm nguyên liệu để mình nâng cấp này nọ thì thôi mình nghỉ khỏi đi. Mất công của anh em lắm. Bây giờ đây rồi. Đây, thấy rồi nha. Cái trại mà nãy mình nâng cấp súng nè. Nâng cấp vũ khí nè. Bây giờ mình phải quay lại đó mình chế tạo tên. Tên tẩm độc. Long vũ bắn rơi tôi chim đến long vũ. Long vũ mình full rồi. Đây, cái trại của mình đây rồi. Ủa? Phải không vậy? Lên. Ủa đây là đâu? Cái trại định mệnh mình đi. Học bài. Cái gì vậy? Đâu vậy?
Họ đang chạy mình đây. Làm hết hồn. Ok, bây giờ là mình sẽ vô mình nâng cấp cái tên độc nha anh em nha. Rồi sau khi mà nâng cấp mũi tên độc xong là mệt quá đi ngủ anh em ạ. Rồi, con bé này chắc lại nằm mơ nữa rồi. Lại là về ký ức của người cha. After everything I've done. Hello? Hello? Dad, what's happening? Fools! You're scaring me. I'm close, Lara. Close to something important. Someday, you'll understand. I don't want to understand. I just want you to stop. Be my dad again. Phải có tiếng súng kìa. À, Sophia, dân địa phương hả? Lính. Chắc là lính có bọn tam điểm. Mấy người này chắc mình nghĩ là bên phe hậu vệ gì đó. Trời ơi, con bé bắn ghê vậy. Thôi xong rồi. Chịu chạy đi, khỏi cần phải cứu ổng, không cứu được đâu. Ai cái bọn tâm điểm này ác nhờ. Bắt lấy nó. Nó phát hiện ra cái chạy của mình rồi. Cái kiểu như đang ngủ anh em, cho nên là không kịp dập lửa. Vừa nghe tiếng súng xong là chắc là có cái nịch chứ mà bắn trốn rồi mày ơi. Nghĩ sao? Em ra nhà mình kỹ năng sinh tồn cũng thuộc dạng gọi là đỉnh của đỉnh á, không đùa đâu. All teams report in. What's the situation? Over. We found another camp up here. Fire was still warm. Chết bà rồi, nó kịp nói rồi, nó kịp tiết lộ cái chạy của mình rồi. Này thì hết. Hết nè, hết cái đời mày hết đó con. Dùng các bụi cây để tránh bị phát hiện. Ok. Ở đây mình mới học được cái skill gọi là cài bom độc nè anh em, vô cái xác nè. Nếu thằng nào mà đi tới đó là sẽ bị dính độc luôn. Ép là cận chiến. Một cu nữa. Đây, mình lại đây là một cái skill của em Lara đó. Mình gắn độc vô cái xác. Chiến đấu hoặc lẻn qua đám lính, hỏi tam điểm đến hang. Bây giờ mình phải đi tới cái hang đó để giết con gấu để mình đi tiếp anh em ạ. Nhưng bây giờ kẹt nổi mới dướng cái bọn lính này rồi. Spread the word. The native set snares in the clearing. Must have planned for us to pursue. Ngu người mày, ngu người nè. Mình cài bơm tiếp. Còn thằng nào nữa ra đây? Đây. Mấy thằng đây. Ây định mệnh. Ôi sao nhiều vậy? Thằng này phải bắn trước anh em ạ. À nút Z là để zoom hả? Trời ơi có chức năng này luôn. Sao xác định với mình rồi. Rồi tới thằng này luôn. Yeah. Tới công chuyện nè con. Ở định mệnh không chết à? Có gì vậy? Trời ơi cái bình xăng nó nổ không chết kìa trời ơi. Đây gì còn bị phát hiện nữa. Đi rút đồ. Tất cả các đội hãy cẩn thận. Lũ bản địa đã đặt 7 khắp rồi. À, sao bằng 7 của mình được. Này. Cái gì đây? Cái gì đây? Nhặt được cái gì nè. We're gearing up. I was on the first flight to Siberia to secure the. Kiểu như là ghi chú cá nhân của một tên lính hội tâm điểm. Constantine gave a speech to the new. Đây giống cái bộ đàm đúng không?
Hồi nãy có một cái phiến đá gì đó, không biết là mình nhìn được chưa ta. Đây nè, phiến đá này. Ủa mình nhìn được rồi hả? Mình chả nhớ nữa. Mình đầy đủ nguyên liệu rồi, mình không còn lấy nữa đâu. Bây giờ mình sẽ đi tới chỗ con gấu nha. Cái hang này có hai cái thánh tích nè, mà anh em mà mình chưa tới tạo, mình không có chưa chế tạo được cái gì ta. Cái bơm. Cho nên là mình không có vô đó mình lấy được. Bây giờ mình phải đi tới cái chỗ hang có con gấu. Thịnh mệnh mày. Tao chế được cái tên độc nè con. Dứt anh em. Gấu ơi mày ở đâu? Mày ra đây. Ý, nghe tiếng rồi nha, nghe tiếng rồi nha. Đánh bại con gấu. Oxyke. Trong đây à. Chuẩn bị có thịt gấu ăn rồi anh em ạ. Nhấn chuột giữa. Đây. Chuột giữa là để móc. Móc cái tên độc ra. Tên độc nè. Má trâu chưa anh em, thấy trâu chưa? À, ba mũi tên độc của mình mới chết đó trời. Vãi cái lúa. Tìm kiếm cái lối ra hả? Cái này chắc mình nghĩ không cần đâu, mình full tiền rồi. Mình full hết rồi. Đây, lại con gấu này lột lấy da nó đã anh em ạ. Gấu ơi là gấu. To phết nha. Này thì gấu của chúng tôi. Da con này chắc mình cũng full luôn rồi quá. Cái này là gì đây? Chỗ nãy mình loot đồ bị lỗi anh em ạ. Bây giờ mình phải đi lại cái chỗ này đây. Lúc này là con gấu mình giết xong rồi. Cái lúa thiệt. Cái gì đây? The fugitive prophet has crossed out of the empire and now turns north. Bây giờ mình phải phá cái tường này mới đi tiếp nè. Ủa sao trong đây có tuyết hay vậy? Con này băng luôn chứ tuyết gì nữa. Men theo lối đi và tìm thành phố mất tích thôi. Ok. Đây có gì cho tôi lấy không? Khát khao học hỏi hả? Bờ hồ. Sylvester Lozat. Uầy, đoạn đường còn xa vãi. Shit, that's gonna be cold. Sẽ lạnh lắm này. Ai chả biết lạnh. Này là tiền đúng không? Nếu tiền chắc mình không cần đâu, mình full được. Ai không phải tiền anh em ạ. This looks like Mongol craftsmanship. Ui, một mũi tên làm từ xương à. Đây mình thấy nó cũng còn một cái thùng nữa nè. Giữ chuột phải để lặn. Đây 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 đây.
Qua liền, qua liền, qua liền. Dễ gì bỏ anh em. À, đây nha, đây nha. A paisa. Chuột trái để chỉnh góc nhìn. Một cái paisa tương tự như hộ chiếu ngày nay phải gặp ở đại hãng Mông Cổ mới có được thứ này. Ghê vậy. Quay. Tìm thấy trại nền mới. Ho lối đi người Mông Cổ. Nhấn E để dùng trại. À, mình tới cái trại rồi. Ý, bên kia cũng có tiền nữa kìa. Ok, thì cái video của mình đến đây là kết thúc nha anh em. Hẹn anh em ở những cái tập tiếp theo của em gái xinh đẹp Lara. Mình tới đây mình sẽ sell lại được nè. Ê, lửa cháy hả? Ôi, lửa cháy mất máu kìa trời. Ok, bye bye anh em nha.